Mời các bạn xem kết quả bóng đá hôm nay Champions League 2021. Lượt đi vòng bán kết. Xin chào các bạn. Trận bán kết đầu tiên lượt đi Champions League 2021 diễn ra giữa Real Madrid và Chelsea đã kết thúc với kết quả hòa 1-1. Đây là kết quả hoàn toàn có lợi cho Chelsea trước trận lượt về sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 2021. Trận bán kết thứ hai giữa Paris Saint-Germain gặp Man City sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày mai. Rất mong các bạn hãy nhấn đăng ký theo dõi thể thao diễn trí tổng hợp để cập nhật tin tức bóng đá mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.